và xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Thì ok bạn ơi, hôm nay bạn thấy Phong đang ở đâu không? Đây, xin giới thiệu với mọi người, Phong đang ở trong khu rừng đằng sau làng Hero Team mọi người ơi. Đó, thì hôm nay Phong vào trong rừng để làm gì mấy bạn biết không? À, thì hôm nay nè, Phong nghe đồn mấy bạn là ở trong khu rừng này nó mới xuất hiện một số những cái con thỏ mấy bạn. Cho nên á, Phong nghĩ em đầu rằng là, ủa, trong Mini World thì làm gì có thỏ ta? Mình nhớ là trong Mini World chỉ có con heo nè, con bò nè, con cừu nè, với con gà. Chứ là lâu lâu có mấy con khủng long rồi thôi, chứ làm gì có con thỏ nào. Bởi cho nên là hôm nay Phong không tin, cho nên là Phong quyết định Phong vào trong rừng để Phong đi săn thỏ thử coi, không biết có bắt được con nào hay không. Nếu như mà bắt được thì chắc chắn Phong sẽ là người đầu tiên phát hiện thỏ trong Mini World. Ok bạn ơi, thì ở đây nè bạn, các bạn coi nè, hiện tại là cái khu rừng này nè, bạn thấy không, xung quanh không có một bóng người luôn, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều động vật xung quanh đây. Và bây giờ Phong sẽ xây một cái bẫy để gọi là săn thỏ nha các bạn nha. Đây mấy bạn hãy xem Phong xây bẫy này nha. Đây bạn coi nè, đầu tiên á thì con thỏ thì nó ăn cái gì mấy bạn biết không? Mấy bạn biết thỏ ăn gì không? Ê mày biết thỏ ăn gì không? À, con này chắc nó không biết đâu. Mấy bạn biết con thỏ ăn gì không thì nhớ bình luận cho Phong biết nha. Đó, thì con thỏ thì Phong thấy là bình thường người ta hay cho nó ăn rau muống nè, cho nó ăn gọi là rau dền nè, đó tùm lum tùm la những cái loại rau củ luôn. Nhưng mà món mà con thỏ thích nhất vẫn chính là cà rốt mọi người ạ. À, đó, cà rốt vẫn là món mà thỏ thích nhất nha các bạn nha. Cho nên bây giờ mình sẽ săn thỏ bằng cà rốt nha các bạn. Ok, mình sẽ để một cái gọi là một cái tấm bảng ở đây nè, sau đó mình để miếng cà rốt lên. À, vậy là đã có được một miếng cà rốt đây nè. Tiếp theo nữa, Phong sẽ xây xung quanh đây một cái chuồng. À, một cái chuồng xung quanh này như thế này. Đó, à, ok. Rồi, bây giờ cái chỗ này các bạn, thì con thỏ các bạn khi mà nó thấy được mùi cà rốt thì nó sẽ bắt đầu nó tìm đến đây, và sau đó nó thấy cà rốt trong đây nó sẽ nhảy vào trong đây để nó ăn cà rốt. Nhưng mà cái bẫy này khi mà mình xây ra, một khi nhảy vào bên trong rồi là không thể nào nhảy ra bên ngoài được nữa. Đó là con thỏ sẽ bị mình bắt đó bạn ơi. Đó, nhưng mà khoan, từ từ, chưa đâu nha. Mình còn phải xây thêm xung quanh đây thêm mấy cái hoa nữa nè. Đó, để làm cái gì? Để mình che tầm nhìn lại, không cho con thỏ phát hiện là bên trong đây có bẫy mọi người ạ. À, con thỏ thì nó không có thông minh được như con người bọn mình đâu, cho nên nó thấy đồ ăn là nó sẽ lao vào nó ăn thôi. Ê, ok. Rồi, trang trí thêm tí nữa, bỏ thêm tí lá nữa kiểu xung quanh cho nó tự nhiên đó, cho con thỏ nó không biết các bạn ạ. À, bỏ xung quanh nè. À, ok. Rồi, vậy là Phong đã xây xong một cái bẫy thỏ rồi mọi người ơi, để xem coi lần này Phong có bắt được con thỏ nào không nha các bạn nha. Ok. Hay, thôi bây giờ Phong phải đi kiếm chỗ nào đó Phong núp mới được. Ơi, ô, khoan. Ở bên đây mình nhớ hình như là có mấy cái nhà mà lần trước mình với anh Dịch với lại Timmy xây nè. Ờ, đây đây là cái nhà của mình nè bạn. À, ok. Wow, cái nhà trong rừng của mình xây lúc trước nè bạn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Thôi bây giờ chắc là mình sẽ nằm ở đây mình ngủ một tí, rồi một tí nữa mình ra mình coi coi mình có bắt được con thỏ nào không nha. Ui, ok, thôi, ngủ ở đây xíu vậy. À một khoan, hình như từ nãy giờ quên gì. À quên, đúng rồi. Các bạn ơi, trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký ủng hộ cho mọi người đó nha anh em. Đấy, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đợi mấy con thỏ hay nào. Ui, đi ngủ cái đã. One eternity later. Ui, mệt quá, nãy giờ nằm hoài mà không ngủ được các bạn ơi. Các bạn biết tại sao không? Là do là Phong lo lắng muốn chết luôn, không biết rằng là có bắt được con thỏ nào hôm nay. Thôi, chắc là mình ra ngoài đó mình thăm cái bẫy của mình để xem coi có bắt được con nào hay không đây. Chứ từ nãy giờ nằm hoài không ngủ được. Ôi lo lắng quá. Để xem coi. Ù, cái gì ngoài kia ta? Ù, trời trời. Mấy bạn ơi, mình thấy con gì nó sập bẫy kìa, chẳng lẽ là có thỏ thiệt hả trời? Wait a minute. Hay, để xem coi, kiểm tra coi, chắc là một cái con heo màu trắng thì phải, để xem coi. Ai. Oh my god. Trời ơi mấy bạn ơi, có thỏ thiệt nè mấy bạn. Trời, mấy bạn ơi, mình bắt được thỏ nè. Wow. Mà mấy bạn ơi, bạn coi nè, đây không phải là một con thỏ bình thường đâu nha, mà là một con thỏ biết đeo kính, biết mặc quần áo nữa. Trời, à khoan, nó chỉ mặc áo thôi chứ nó không có mặc quần. Ủa trời, con thỏ này mà đem về nhà làm một nồi cà ri ăn thì quá ngon luôn. À, trời trời. Đừng 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 có bắt cóc tôi bà, làm ơn thả tôi ra đi. Trời ơi, đừng bắt tôi bà. Trời ơi. Ủa mấy bạn ơi. À, cái gì vậy? Hình như mình mới vừa nghe con thỏ biết nói chuyện. Trời ơi trời. Ôi trời mấy bạn ơi, mấy bạn biết hôm qua bạn nhớ không? Mình mới vừa gặp một cái bánh cuốn biết nói chuyện. Bây giờ lại tới lượt một con thỏ biết nói chuyện. Cái gì vậy trời? Sao càng lúc mình càng thấy làng Hero Team có nhiều điều huyền bí quá bạn mọi người ơi. Trời trời trời. Ủa con thỏ ơi, mày biết nói chuyện hả? Ờ, tôi biết nói tiếng người mà. Trời, làm ơn thả tôi ra đi và đừng bắt tóc tôi làm thịt. Trời ơi, tôi sợ lắm. Trời ơi,
con thỏ này, mày là yêu quái đúng không? Mày là yêu quái hay là con gì, con thỏ thành tinh đúng không? Tại sao mày biết nói chuyện người được? Trời ơi, nếu bạn không biết tôi xin giới thiệu với bạn, tôi chính là thần thỏ trong cái rừng này luôn á. Ghê chưa? Gì? Thần thỏ? Ủa mà khoan, lần đầu tiên mình nghe ở trong rừng có thần thỏ mọi người ơi. Trời ơi trời, mình chỉ nghe có sư tử là chúa sơn lâm, là vua của khu rừng thôi, chứ mình chưa bao giờ nghe thần thỏ hết mọi người ạ. Ủa mà sao con thỏ này nghe cái giọng của nó hơi giống Simmy mọi người ha. Ủa mà khoan, làm cách nào để ta tin ngươi là thần? Ta nhìn ngươi y hệt con thỏ bình thường thôi chứ có gì đâu. Đúng là ngươi mới nhìn như thế nào ngươi đã khinh thường ta rồi. Ok, ta sẽ cho ngươi xem bất ngờ đây. Thấy chưa? Cái gì? Có thấy gì đâu? Ủa cái nón ở đâu ra vậy? Wow. Xin chào. Mấy bạn ơi, nó biến thành người rồi nè. Trời ơi, vậy là nó là thần thiệt rồi bạn ơi. Wow. Tôi là thần mà, chứ tôi nói giỡn đâu. Nè, tôi biến lại cho ông Kem này. Wow. Đó. Ghê chưa? Ghê quá hả? Trời ơi, nó hóa thành thần rồi, nó hóa thành thỏ lại luôn nè. Trời. Trời. Dạ, chào ngài thần rừng. Dạ, tôi chào ngài thần rừng. Trời ơi, trời ơi. Lần đây là thần thỏ chứ không phải thần rừng. Trời đất ơi. Thần thỏ hả? Trời ơi. Ủa mà khoan, nó là thần thỏ chứ phải thần rừng đâu, mình phải sợ. Trước sau gì nó cũng chỉ là con thỏ thôi. Ok, vậy thôi, để mình đem nó về làm thịt. Được rồi, anh bạn ơi, bây giờ là tôi sẽ cho cậu ba điều ước luôn. Nếu cậu thả tôi ra, tôi sẽ tặng cho cậu ba điều ước luôn. Đó, anh Long ơi, đừng có giết tôi mà. Ba điều ước hả? Trời ơi. Đúng rồi. Mình có tin được con thỏ này không ta? Bình thường mình thấy gọi là trong chuyện cổ tích mình nghe thấy ông Bụt đồ không mà, ông Tiên đồ không, chứ mình làm gì mình thấy con thỏ mà biết cho ba điều ước, nghe nó hơi xàm xạo thế nào các bạn ơi. Đây, thôi được rồi, để ta thử coi. Bây giờ để xem coi. Ta thì ta rất là thích kim cương. Bây giờ ta ước ta có nguyên một núi kim cương luôn, ngươi cho ta được không? Một núi nữa hả? Trời gì ngươi tham lam dữ vậy trời. Người ta cần một viên mà ngươi chơi nguyên núi luôn, sao ta chơi nổi? Vậy thôi, vậy ngươi cho ta một ít kim cương thôi cũng được. Tầm bằng một cái khu gọi là bự bự như thế này thôi được rồi. Được không? Ok, cái điều ước đấy thì quá là dễ dàng, thực hiện ngay cho ngươi. Nếu mà ngươi thả ta ra trước. Thả ra trước hả? Lỡ ta thả ngươi ra, ngươi không ước, ngươi không biến cho ta sao? Rồi, ok, trời đất ơi, quỷ này nó thông minh dễ sợ luôn á. Rồi, kim cương đúng không? Nè, okay. Đó. Cái gì vậy? Có cục mà ai thèm, trời có mấy cục mà ai thèm. Ta muốn nguyên một khu bự thiệt bự luôn. Trời đất ơi, được rồi, bây giờ ngươi múc núi nhỏ nhỏ đúng không? Đúng rồi. Chứ mấy cục như thế này ta tự đi làm kiếm cũng được. Rồi ok, đợi ta xíu, bây giờ ta phải phá lại đã. Ok, Umbala xin qua. Ủa, có thấy gì đâu? Có thấy gì đâu ta? Trời ơi, mấy bạn ơi, cái gì đây? Wow, quá trời kim cương luôn. Thấy chưa, ta đã bảo là ta có thể biến cho ngươi thành một núi kim cương nhỏ mà. Đấy. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, vậy là con này là con thỏ thần thiệt rồi bạn ơi. Trời ơi, tiếc quá. Biết vậy mình ước cho mình có nguyên một người gọi là một bầu trời bằng kim cương, một gọi là một trái đất bằng kim cương luôn đi, có phải mình giàu hơn không? Ước chi có miếng kim cương à. Không được, vậy mình còn có hai điều ước các bạn ơi, mình phải giữ lại để mình gọi là ước cái gì đó thật là hay mới được. Mình không thể nào mà phí phạm điều ước được các bạn ơi. Không được à. Thôi được rồi, con thỏ kia, coi như là bây giờ ta thả ngươi ra nha. Đó. Nhưng mà bất cứ khi nào mà ta gọi ngươi lại là ngươi phải chạy lại nha. Dù sao thì ngươi vẫn còn hai điều ước nên thôi. Ok, ta nhất định sẽ thực hiện hai điều ước còn lại của ngươi. Đó. Okay. Rồi bây giờ ta thả ngươi về lại cái khu rừng á. Ta kêu ngươi là ngươi phải xuất hiện nghe chưa? Không thôi ta bắt ngươi lại làm cà ri đó. Rồi, ta biết rồi, ta sẽ giữ lời hứa mà. Trời đất ơi, đáng sợ thật sự. Wow, nhiều kim cương quá mấy bạn ơi. Thôi bây giờ chắc mình đem kim cương này về nhà khoe với sao mới được. Trời ơi trời, nhiều quá trời nhiều luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, tự nhiên khi không vào trong rừng, cái gặp được một con thỏ. Cái con thỏ nó cho mình mấy cái điều ước, thế là mình ước được quá trời kim cương nữa bạn ơi. Mừng gì đâu luôn á trời. Bây giờ còn hai điều ước, không biết ước cái gì giờ ta. Chắc là phải về nhà khoe với Sammy, sau đó phải suy nghĩ điều ước tiếp theo mới được. Ok. Thôi về nhà thôi. Ủa gì ta? Có ai mà đang đứng ở trước trường học nhảy tưng nhìn dòm ngó vậy ta? Có khi nào tính ăn trộm đồ không ta? Phải bắt lại mới được, phải bắt quả tang mới được. Quê con bé kia, Ủa gì vậy? Con bé này tự nhiên không đứng ở trước trường học dòm ngó gì đó, tính vô ăn trộm gì hay gì vậy? Trời ơi, em không ăn trộm gì hết á, em chỉ muốn ngắm trường học thôi. Ủa,
Trường học là cái chỗ người ta đi học chứ phải chỗ công viên để đến đó ngắm cảnh đâu mà ngắm ngắm cái gì. Ủa mà em là ai, tại sao em lại đứng đây? Thì anh nhìn em nè, nghèo khổ này sao mà đi học được. Em chỉ có thể đứng từ xa ngắm trường học thôi. Không lẽ bây giờ ngắm không được hả? À, ủa trời ơi bạn ơi, chết rồi, mình hiểu nhầm bé này rồi. Trời ơi, cô bé này muốn gọi là vào trong trường học để đi học mấy bạn ơi, nhưng mà nhà nghèo quá không được đi học, chứ không phải là tính ăn trộm hay gì hết. Trời ơi, mình sai quá. Trời ơi trời, tự nhiên không, mình hiểu lầm bé rồi, tội nghiệp ghê á. Ồ không được được, phải xin lỗi mới được à. Thôi vậy cho anh xin lỗi nha, anh không cố ý đâu, tặng quà, tại vì anh thấy em đứng đây em nhòm ngó gì á, cho nên là anh tưởng là kẻ xấu thôi, không có gì đâu. Ủa nhưng mà em muốn đi học hả? Ừ, em muốn đi học lắm luôn á. Đi học là có gặp được bạn bè, gặp thầy cô này, kết bạn với nhiều người lắm luôn á. Em rất thích đi học, nhưng mà nhà em nghèo lắm, em không có tiền. Nghèo quá không có tiền đi học á. Trời ơi, sao tội nghiệp quá vậy? Hay, em gọi là rất là may mắn luôn khi mà em gặp được anh đó nha. Em biết sao không? Do thời sáng nay á, anh gặp một con thỏ. Ủa mà quen, từ. Tốt hơn chuyện này mình không nên kể cho người ta nghe. Không được, đúng rồi, không được. Sáng nay anh đi lãnh lương á, xong anh kiếm được nhiều kim cương lắm nè. Bây giờ anh sẽ tặng cho em một nửa số kim cương mà anh có để em được xin vô trường học, em đi học, chịu không? Mua quần áo với lại tập sách, chịu không? Ồ, thật mà. Đúng rồi. Ủa, anh tốt em vậy? Trời ơi, anh là người vừa đẹp trai vừa tốt bụng nhất trong làng này. Đúng rồi. Xa, anh nhầm. Hay. Ủa cái gì vậy? Không được. Ê, cái tên kia, ngươi không được cho kim cương cho cô bé này, nghe chưa? Ủa, cái tên thỏ ác độc này, tại sao ta lại không cho cô bé này được? Trời ơi trời, người ta tội nghiệp như vậy, người ta đáng thương như vậy, người ta muốn đi học thôi mà, tự nhiên không cho ta kim cương là sao? Hả, sao ác quá vậy? Hay, ta biết cô bé rất tội nghiệp, nhưng trong tất cả các điều của ta, ngươi không được đưa tất cả các gì ta tặng cho ngươi đưa cho người khác. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ bị nghiệp quật, ngươi hiểu không? Hả? Nó sẽ bị gọi là lời nguyền, nó sẽ bị nghiệp quật lại ta, nên ngươi không được làm như vậy. Ủa gì kỳ vậy? Tính ra là kim cương ngươi tặng cho ta, ta tặng cho người khác không được hả? Không được, bởi vì đó là luật lệ của ba điều ước của thần thỏ, nghe chưa? Trời ơi là trời, cái gì kỳ trời, kim cương mình ước ra được mà mình không được quyền tặng cho người khác các bạn ơi. Ủa vậy có nghĩa là mình cũng không có quyền gọi là đưa kim cương này cho Sam luôn. Trời ơi trời, vậy thôi lấy kim cương này làm gì nữa. Nhưng mà khoan, ta còn hai điều ước đúng không? Đúng rồi, ngươi còn hai điều ước nữa, ta sẽ giúp ngươi. Vậy hả? Bé ơi, em muốn đi học lắm hả? Dạ, em rất muốn đi học luôn á. Trời ơi trời, buồn quá bạn ơi, mình còn hai điều ước. Mình muốn ước gọi là một cái ngôi nhà đẹp, một chiếc xe Lamborghini, nhưng mà bây giờ chắc không ước được rồi. Trời, buồn quá. Thôi, được rồi, tôi muốn ước cho bé này được đi học. Ồ, ngươi chắc chưa? Ta ước là cho cô bé này được đi học. Nhớ là phải biến cho cô bé này thêm đồng phục đi học nè, quần áo nè, rồi tập nè, vở nè, sách bút đồ, nghe chưa? Chứ không có được gọi là cho đi học rồi không cho người ta tập vở hay sao ta học bài được, hiểu không? Rồi, ta biết rồi. Đúng là một chàng trai nhân hậu. Được rồi, ta sẽ thực hiện điều ước này. Ok. Hồ Biên. Wow, trời đất ơi. Wow, đẹp quá à. Trời ơi trời, đồ đẹp dữ ta. Trời wow, đâu để anh xem coi. Trời ơi, bộ đồng phục đi học nè. Ui, có cái ba lô hình con gấu nè. Ơi anh cũng có ba lô hình con gấu nè. Trời ơi trời, cảm ơn anh nhiều nha. Cuối cùng em được đi học rồi. Yay, vô học rồi. Ê, từ, bình tĩnh em. Trời ơi trời, chưa gì mà đòi đi học rồi. Chưa được. Hôm nay là người ta, giờ là cũng gần chiều rồi, người ta tan học mất tiêu rồi. Bây giờ em về nhà đi, rồi ngày mai em mới đi học được. Chứ giờ ai cho vô học. Dạ, em biết rồi, em sẽ về nha. Mà khoan, nhà em ở chỗ nào vậy? Sao anh thấy em lạ lắm, anh chưa gặp em bao giờ hết à? Nhà em là tầng tiết cái đầu núi bên kia kìa. Trời, cái gì, nhà em ở tuốt bên ngọn núi bên kia luôn hả? Đúng rồi. Trời, tại vì em lên núi em phải hái trái cây đồ để em đem bán kiếm tiền em sống. Trời ơi trời, hãy tới đây để em ngắm trường. Trời ơi trời, cái gì mà tội nghiệp quá vậy. Trời mấy bạn ơi, bé này tội nghiệp quá. Tự nhiên cái không, nhà xa ơi là xa, vậy là mỗi lần muốn đi học là nó phải đi qua mấy ngọn núi mới qua tới bên đây được. Trời ơi trời, cái gì mà khổ dữ ta. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Không hiểu sao mà cuộc đời Phong từ lúc có điều ước xong Phong gặp toàn người gọi là khổ không vậy ta. Thôi được rồi. Ủa mà khoan, nhà em không có cái chiếc xe hay gì để em đi học hay sao mà em phải đi bộ? Không, nhà em không có gì ngoài hai bàn chân này thôi. Em chỉ đi bằng hai bàn chân này thôi. Trời ơi, cái gì mà nghèo dữ vậy.
Trời ơi, khổ quá. Thôi thôi, bây giờ ta ta muốn ước có một chiếc xe. Ta ước có một chiếc xe cho bé này đi học. Ok ok, người đúng là người tốt. Được rồi, cô bé hãy chuẩn bị đây. Umpala ship. Wow. Trời ơi là trời, chiếc xe siêu xịn luôn. Ê bé bé, em leo lên em lái thử coi được không? Wow, ôi. Đây là xe máy đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên em thấy ngoài đời luôn á. Trời ơi trời, đẹp ghê ta. Thôi được rồi, ta ước xong rồi đó Thỏ ơi. Vậy là con ngươi được tự do rồi đó, ngươi đi đi. Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Giờ tôi sẽ đi đây. Anh nhau. Dịch vụ gì vậy? Ủa sao nghe giống như là chuyện Doraemon người đến từ tương lai vậy? Thôi được rồi. Thôi rồi, bây giờ em được đi học rồi nè. Rồi anh còn tặng cho em chiếc xe để em đi học nữa. Ráng học thật giỏi cho ba mẹ vui nghe chưa? Dạ. Thôi rồi, vậy thôi. Em về đi. Ok, tạm biệt. Bye bye anh. Tạm biệt nha, bye bye nha. Trời ơi bạn ơi. Tội nghiệp con bé. Nó muốn đi học mà nó không có xe đi học, mà nó cũng không có tiền để đi học luôn. Rồi nó còn phải gọi là vô trong rừng hái hoa quả về để gọi là bán kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Trời ơi, tội nghiệp muốn chết luôn trời. Nhưng mà thôi, nói chung là mình cũng ước hết ba điều ước luôn rồi. Buồn muốn chết luôn á. Muốn mua mình tính là mình có điều ước ha. Thì mình sẽ ước rằng là mình sẽ có được một chiếc xe Lamborghini thật là xịn để lái xe đi cho nó sướng. Nhưng mà tự nhiên không gặp bé này, thấy tội nghiệp quá bạn ơi. Đó mấy bạn thấy chưa, người ta muốn đi học mà người ta còn không được đi học nữa, trong khi á có nhiều bạn được đi học mà không chịu học hành đàng hoàng gì hết trơn à. Cho nên mấy bạn nhớ là phải học thật là giỏi để cho ba mẹ vui nha mọi người, chứ không được gọi là lười biếng nghe chưa. Ấy chắc giờ thôi Phong về nhà đi, không sao, có một ít kim cương này Phong về nhà bao gọi là hero team ăn KFC cũng được ấy. Nhiều đây, kim cương đủ cho bao cho anh Dịch nè, Timmy nè, Sammy, Camui, rồi Kairon, mèo Simmy đồ ăn KFC thoải mái luôn. Siro nữa đó, mua cho anh Siro một chiếc ô tô à. Ok thôi, chắc giờ mình phải về nhà thôi bạn ơi. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team đăng kiếm hộ cho mọi người nữa nha anh em. Và các bạn cũng đừng quên là phải học hành cho thật là giỏi và nghe lời ba mẹ để cho ba mẹ vui nha. Đó, mấy bạn phải nhớ nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt.